Thời gian qua, tôi đã tham gia vào Hội Anh em Dân chủ miền Trung. Đây là một tổ chức phản động có các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bản thân tôi đã từng giữ chức vụ phó ban điều hành cùng với các cái thành viên trong Hội Anh em Dân chủ miền Trung tuyên truyền, nói xấu chế độ, xuyên tạc các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, gây rối, kích động, biểu tình, gây mất an ninh trật tự, chia sẻ khối đại đoàn kết của dân tộc nhằm làm suy yếu chế độ để thay đổi chế độ xã hội hiện nay. Tôi nhận thấy những hành vi trên là vi phạm nghiêm trọng đến pháp luật Việt Nam. Bản thân tôi xin một lần nữa được nói lời xin lỗi đến chính quyền và nhân dân, hãy tha thứ cho tôi. Và qua đây tôi cũng xin nhắn gửi với tất cả những người, đặc biệt là người trẻ, đừng vì bất cứ một lý do nào đó mà nghe lời xúi dục của các tổ chức phản động sai phạm, vi phạm pháp luật. Năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Tĩnh đã thi hành lệnh bắt đối tượng Trần Thị Xuân, sinh năm 1976, ở thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 79 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Việc tổ chức và thi hành lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Xuân được thực hiện đúng trình tự, quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Thị Xuân để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật. Số diễn đàn báo chí của các nhà hoạt động dân chủ lại lên tiếng đấu tranh ủng hộ đòi tự do cho một chân rết, một cái tích cực mưu đồ chống phá nhà nước. Vậy Trần Thị Xuân là ai và đã có những hoạt động xấu xa như thế nào? Trên các thông tin được biết, Trần Thị Xuân quê quán xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung năm 2016, đối tượng này đã bắt gặp và liên hệ với Nguyễn Trung Trực, một thành viên cốt cán của Hội Anh em Dân chủ. Đối tượng đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình bắt về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào ngày 4 tháng 8 năm 2017. Và cũng chính từ đó, Trần Thị Xuân đã được kết nạp vào hội dựa vào tình hình trên địa bàn sau khi xảy ra sự cố Formosa. Trần Thị Xuân đã liên hệ móc nối với một số thành viên trong tổ chức đã tiến hành nhiều hoạt động kết nạp tập hợp phát triển lực lượng, gây rối tụ tập, tiến hành biểu tình trên danh nghĩa đòi quyền lợi, môi trường, nhưng thực chất đó là những hành động chống phá đảng, nhà nước và chính quyền nhân dân các cấp. Song cùng với những hoạt động gây rối, chống phá nhà nước trong thời gian dài mà mình đã làm, thì Trần Thị Xuân lại nhận được tài trợ gần 170 triệu đồng của các tổ chức khủng bố phản động lưu vong ở nước ngoài và các đối tượng cực đoan trong nước. Chính số tiền này đã được Trần Thị Xuân và một số đối tượng cực đoan trên địa bàn tiến hành chương trình từ thiện nhằm khuếch trương thanh thế về tổ chức cũng như những hoạt động của tổ chức. Và chính Trần Thị Xuân là đối tượng đã tiến hành liên lạc và móc nối với một số nhà dân chủ như Bạch Hồng Quyền, Quang Đức Bình đã tiến hành gây ra hàng chục cuộc tụ tập biểu tình chống người thi hành công vụ trên địa bàn. Đặc biệt, cũng như những thành viên cốt cán kích động một số cán hộ giáo dân tiến hành hoạt động tụ tập gây rối chiếm trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà hồi tháng 4 năm 2017. Thiết nghĩ các hành động mà Trần Thị Xuân đã làm là đủ căn cứ để bắt và xử lý theo các quy định của pháp luật. Làm một người dân lương thiện, không làm giờ lại nếm mùi chải đắng cay khi tin